Xin gửi lời chào đến tất cả các bác đam mê audio. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi, đồng hành cùng với những cái sản phẩm đến từ em Hồng Anh. Mọi thông tin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo vào số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn, hỗ trợ và phục vụ. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11, thứ 6, là một cái clip để giới thiệu với các bác những cái sợi dây rất là chất lượng và hiếm có, đặc biệt là những cái sản phẩm ở đây có lẽ là các bác cũng chưa thấy bao giờ. Nếu mà các bác đang bận thì vui lòng bấm lưu lại hoặc xem vào một lúc rảnh rang hơn để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt và chất lượng. Xin cam kết những cái sản phẩm em Hồng Anh đem lại là sản phẩm chuẩn xịn thật, yên tâm chơi và sử dụng các bác nhé. Tiền thật, giá trị thật, chưa cần biết là các bác đầu tư nhiều tiền hay ít tiền đến đâu. Nhưng việc đầu tiên, quan trọng nhất ở trong cuộc chơi đấy là phải chuẩn xịn cái đã các bác ạ. Mở đầu trong clip ngày hôm nay sẽ là một cặp dây loa em Hồng Anh xả giá rất là tốt. Dây loa Gale đến từ Anh. Cái dòng dây này thì khá là chất lượng rồi. Về hình thức thì rất là bắt mắt, size cũng khá là to, với cái lõi rất là tơ, lõi đồng. Mà dây cũng trông rất là lớn các bác ạ. Dây này có cái độ dài là 2m cho một vế. Cặp dây nhìn cũng khá là to, các bác có thể thấy em cầm trên tay đây. Bình thường những cái dòng dây này thì cũng không hề rẻ đâu. Kể cả loanh quanh tầm khoảng 2 triệu vẫn thấy là phù hợp. Em Hồng Anh đang chia sẻ các bác chơi với mức giá chỉ có 1 triệu 400 nghìn thôi. Nhưng hôm nay ở trên clip này thì em đang giảm giá cho tất cả các bác chơi còn có 1 triệu 2 thôi nhé. 1 triệu 200 nghìn cho một cặp dây loa Anh. Quá là hợp lý và yên tâm để chơi và trải nghiệm rồi. Có lẽ là đây cũng là một sự lựa chọn rất là tốt. Không cần phải lấy hoay nữa. Nhiều những cái dòng dây khác không tên tuổi, không chất lượng, giá thành cũng đã có thể là hơn cái giá tiền của cặp dây này rồi. Giá trên thì không bao gồm đầu rắc. Và nếu mà các bác cảm thấy phù hợp thì vui lòng liên hệ với em Hồng Anh, bởi vì chỉ có một cặp duy nhất thôi các bác nhé. Tiếp theo nữa, ở trong clip ngày hôm nay vẫn sẽ là một cặp dây loa. Một cặp dây loa mà có lẽ là tất cả các bác sẽ đều cảm thấy yêu thích và thích thú. Đấy là một cặp dây đến từ thương hiệu Vandenhill. Và đặc biệt là dòng dây này là chuẩn xịn chính quốc các bác nhé. Dây van thì sau này không còn làm tại chính quốc nữa. Chữ nhũ vàng ống các bác có thể thấy Vandenhill The Snow Check. Và bản này nó bản thân lúc đầu nó là dây BY, được tách đôi ra, xé hoàn toàn bằng tay được. Hãng cũng cho phép làm điều này. Thật ra nếu mà các bác không cần chơi bản BY thì có thể tách ra dùng như bình thường. Ở đây là có một cặp dài sấp xỉ 1,7m các bác nhé, với cái lõi được mạ bạc đặc trưng của dòng dây van rồi. Dòng này thì em cũng đã chia sẻ và nói nhiều với các bác rồi. Dây van mặc dù lõi mạ nhưng mà lại tập trung nhiều ở trung âm. Trung âm hay, ngọt ngào, tiếng mọng, các giải được hài hòa hơn. Chứ không phải rằng là cứ đồng tối bạc sáng như mọi người nghĩ đâu. Cái quan niệm này thì đã nói nhiều, đấy là quan niệm chủ yếu của người Việt Nam thôi. Dây lõi mạ bạc không đồng nghĩa là nó sẽ sáng hẳn ra. Mọi thứ nó sẽ hài hòa hơn, hòa quyện hơn. Một cặp dây xin cam kết là dây chuẩn xịn thật, yên tâm chơi và trải nghiệm, và đang có mức giá là 1 triệu 550 nghìn các bác nhé. Nếu bác nào cảm thấy đang muốn chơi cặp dây loa van này thì vui lòng liên hệ với em Hồng Anh. Nếu mà không cần quá dài thì có thể bảo em. Đây là một cặp dây hết sức là hợp lý và chỉ có một cặp duy nhất. Nếu mà các bác cần chuốt thiếc hay là cần lên đầu rắc như thế nào thì cũng có thể liên hệ với em Hồng Anh được. Vỏ cao su dai dẻo, lõi bên trong phủ pha lê và được mạ bạc. Bên trong nó còn có những cái lớp như kiểu lớp dầu ấy, khá là dính cũng như rằng là có mùi. Một cặp dây loa chắc chắn là rất tốt rồi, phù hợp cho các bác chơi nhé. Dây cổ chính quốc rất là hiếm, và chất âm thì yên tâm là cực kỳ hay. Cơ hội để cho các bác có thể chơi được cặp dây
van với mức giá thành chỉ có hơn triệu, quá là hợp lý. Ở tiếp theo nữa, ở trong clip hôm nay là một sợi dây USB. Bản thân ban đầu là dòng này là A Tu Mini B, và cái đầu này thì đầu không phổ thông, bởi vậy em Hồng Anh đã chuyển thành đầu B thông thường như các bác đang thấy, để sử dụng trên những cái con DAC được thuận tiện, được dễ dàng hơn. Dây dài 0,6 mét, và ban đầu thì còn nguyên hộp như các bác đang nhìn, nguyên hộp nhá, gần như là chưa từng sử dụng của Furutech. Và giá ở bán ở tại Anh, ở tại shop là 70 bảng nhân với lại 35.000, tổng cộng cả các những chi phí phụ phí nữa thì các bác có thể nhân ra được giá thành ban đầu của nó ở tại shop. Em Hồng Anh đang chia sẻ mức giá vô cùng tốt, chỉ có 1 triệu 100 nghìn thôi. Đầu rắc cũng là đầu rắc chất lượng và là bằng vỏ kim loại nặng trịch, hiệu quả, chất âm rất là hay. Dòng dây này thì là lõi được mạ bạc các bác nhé. Đây là cấu tạo của cái lõi dây. Và em Hồng Anh tặng thêm một cái đầu chuyển từ để cắm vào đây nữa, để các bác có thể chơi với lại iPhone một cách thuận tiện nhất. Đầu Lightning. Đó, em tặng kèm thôi, không tính thêm tiền. Để các bác có thể nối với lại DAC và chơi với lại điện thoại, cắm với lại những cái con iPhone. Chất lượng âm thanh cải thiện hơn vụ rất là nhiều, em xin khẳng định. Tiếng rất là hay, giá thành hợp lý 1 triệu 100 nghìn. Bác nào cần chơi thì bảo với em Hồng Anh nhé. Ok, ở cuối clip ngày hôm nay sẽ là một sợi dây coaxial, cũng như là một sợi dây tín hiệu rất là hiếm đến từ Audio Quest, một trong những cái dòng dây cũng bị làm nhái và làm giả vô cùng nhiều. Phải dùng từ là thật giả lẫn lộn luôn, không biết đâu là thật đâu là giả. Nhất là các bác mà không có kinh nghiệm thì rất dễ sẽ mua phải hàng không chuẩn. Đầu tiên là sợi coaxial trước đã, thì em có một sợi coaxial của ECOT. Nhìn sơ qua có thể thấy rằng là cái phong cách thiết kế cái đầu rắc nó cũng tương đương, gần giống nhau, gần giống thôi. Và những cái dòng rắc này thì có cái kích thước rất là thuôn và dài, cho phép cắm rút cả ở trên thiết bị cổ mà không sợ bị kích. Và những cái lớp mạ vàng thì phải nói là vô cùng đẹp theo thời gian, mặc dù những cái dòng dây này không phải là dây mới tinh các bác nhé. Sợi ECOT này thì gần như là còn chưa từng sử dụng, dây khá là chất lượng. Và đây là bản tham chiếu. Tham chiếu tức là bản rất là chuẩn rồi và cân bằng hiệu quả. Reference, các bác có thể thấy Reference các dây đẹp chất lượng, chia sẻ cho các bác cùng chơi. Độ dài là 0,6 mét 60 phân và trông cũng khá là mập mạp, đẹp gần như là tuyệt đối luôn. Bác nào mà không cần dây quá dài thì có lẽ đây là một sự lựa chọn rất là tốt. Em cầm cho các bác xem, hơi khó cầm một chút vì em cầm một tay. Nó reference cap đây. Và dây này cũng đạt được nhiều những cái giải thưởng rồi. Nhìn ở ngoài đẹp hơn ở trên hình rất là nhiều các bạn. Dây 75 ohm nhá. Trên dây không ghi 75 ohm đâu, nhưng mà em còn cái hộp, em có chụp lại và hãng ghi rất rõ là dây này là 75 ohm, bởi vậy là yên tâm chơi. Chuẩn trở kháng cho dây đồng trục để chơi nhạc số. Nếu các bác cần chơi thì liên hệ với em Hồng Anh, và giá của cái sợi dây này là 1 triệu 500 nghìn các bác nhé. Đẹp tuyệt đối luôn, em xin khẳng định là không còn từ gì để diễn tả được về vẻ đẹp của em nó. Đó, các bác có thể nhìn. Em xin để sang một bên. Dây ECOT là thương hiệu của Anh các bác nhé. Và ở cuối clip ngày hôm nay là một cặp dây đến từ Mỹ, thương hiệu Audio Quest. Đầu rắc đẹp một cách bất ngờ luôn các bác ạ. Phải nói rằng là hãng người ta làm và xử lý cũng như rằng là trang bị cho dây dẫn những cái đầu rắc rất là tốt, độc quyền, cũng như rằng là lớp mạ vàng sâu. Và tất cả những cái dòng dây này đều sử dụng những cái rắc rất là xịn, bởi vậy rằng là độ bền theo thời gian cực kỳ tốt.
những cái sản phẩm sau này, cá nhân em Hồng Anh đánh giá rằng là nhiều những cái dây 20-30 triệu, nhưng mà thật sự là cái chất lượng về cái lớp mạ cũng như rằng là cái xử lý cảm cảm giác như là còn không được tốt như là sản phẩm hồi xưa có cái mức giá rẻ hơn. Ở cặp Audio Quest này có cái độ dài là 50 phân, và đây gần như là những cái bản được chiếm ưu thế cũng như là chất lượng đến từ hãng. Không, đã có thể nhìn em Hồng Anh không nhớ nhưng mà khả năng đây cũng chỉ mới là cặp thứ ba, em Hồng Anh sưu tầm được thôi. Và cặp này có độ dài là 50 phân nhé, nhưng mà cặp này đầu giắc đẹp hơn hẳn so với những cái cặp mà trước đây em từng có. Thiết kế rất là thông minh, cắm rút cực kỳ sướng và êm ái. Những cái dòng dây này rất là hay rồi, giá cũng cân đối và tính toán rất là kỹ trước khi chia sẻ cho các bác cùng chơi. Xin cam kết là dây chuẩn xịn thật, bảo hành xịn trọn đời, các bác yên tâm chơi và sử dụng. Nói chung rằng là đến với em thì chỉ cần quan tâm là nó có phù hợp với lại cái túi tiền, cái nhu cầu của mình hay không thôi, còn mọi cái khác đã được em hỗ trợ và lo cũng như rằng là đảm bảo rồi. Cái cặp dây này thì chuẩn chất Mỹ, có phần gồ ghề hơn một chút so với lại hàng Anh, và đang được em chia sẻ với mức giá là chuẩn 2 triệu đồng các bác nhé. 2 triệu thôi, các bác đã có thể sở hữu được một cặp dây có thể nói rất là chất lượng rồi. Audio Quest, bác nào mà không cần dài hoặc là nối từ rề bao vân vân đặt cạnh nhau trên dưới như thế này thì hoàn toàn có thể cắm rút thoải mái. Mọi thông tin liên hệ với em Hồng Anh qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Cũng chỉ có một cặp duy nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những sản phẩm sau. Và còn rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa, nếu mà các bác không có thời gian theo dõi hoặc chưa kịp theo dõi hoặc đã bỏ lỡ thì cứ liên hệ với em Hồng Anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.